Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội. Từ 15 hội viên ban đầu, đến nay tổ chức của hội đã có mặt tại 63 tỉnh thành với trên 11.000 hội viên, tạo việc làm cho 3 triệu lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ. Nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ cả về số lượng và chất lượng. Đợt mưa lớn bất thường ở miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là tại Bình Định và Phú Yên. Đến sáng ngày 1 tháng 4 đã khiến một người thiệt mạng và một người mất tích. Hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng gãy đổ. Tại cuộc họp khẩn với 6 tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương cần huy động toàn bộ lực lượng để nhanh chóng khắc phục thiệt hại, hỗ trợ sớm nhất cho người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Giữa tuần, Bộ Y tế đã công bố hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, đó là Moderna và Pfizer. Không tiêm trộn hai loại vaccine này. Đồng thời, Bộ Y tế cũng tổ chức hội nghị tập huấn tiêm vaccine với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố và các bệnh viện tuyến trung ương. Với mục tiêu an toàn từng mũi tiêm cho trẻ, Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng và sẵn sàng nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất để có thể triển khai ngay khi có vaccine. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 gồm 15 môn. Kỳ thi năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm trước. Vì vậy, Bộ không sửa đổi quy chế thi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh tại một số địa phương, thời gian kết thúc năm học đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6, nên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được dự kiến tổ chức vào tháng 7. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni ở Ninh Thuận chính thức bước vào mùa lễ hội Ramuwan truyền thống. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm theo đạo Bà Ni, với ý nghĩa tưởng nhớ đến tổ tiên và cầu nguyện cho nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt. Ramuwan của người Chăm gồm nhiều nghi lễ truyền thống đối tiếp nhau như lễ tảo mộ, lễ và hoa, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng ăn chay niệm Ramadan của các thầy cha